Chào các bạn, sau khi 6S Lock được xuất hiện thì có rất nhiều câu hỏi của các bạn về thiết bị này như nguồn gốc ở đâu, chất lượng như thế nào hay là có đảm bảo hay không. Hôm nay, trong video này, đi review sẽ tư vấn chi tiết mọi góc cạnh của chiếc 6S Lock Nhật này cho các bạn trước khi chọn mua sản phẩm. Giống như trào lưu iPhone 5C, 5 và 5S Lock khóa mạng hay mới đây nhất là iPhone 6 Lock Nhật, những sản phẩm iPhone 6S Lock này là những máy được bán theo dạng hợp đồng nhà mạng của Nhật Bản. Thông thường, chúng sẽ được mua cốt để trở thành phiên bản quốc tế, nhưng do chi phí mua cốt giá cao, trong khi người dùng lại có thể sử dụng máy lock fix lỗi đơn giản chỉ với SIM ghép. Ngoài ra thì với thị trường Nhật, người dùng iPhone theo hợp đồng nhà mạng cũng sẽ được ưu tiên nâng đời sản phẩm iPhone mới với giá rất là rẻ. Đây chính là hai lý do làm cho iPhone 6S phiên bản lock trở nên phổ biến và có giá rẻ hơn nhiều so với phiên bản iPhone 6S quốc tế. Những chiếc iPhone 6S lock này là những sản phẩm hợp pháp, được thanh toán đầy đủ với nhà mạng. Vì vậy, các bạn có thể yên tâm về nguồn gốc. Máy được mang về dưới dạng hộp đã bóc siêu hộp trùng email, nhưng nguyên siêu máy và phụ kiện thì hoàn toàn chưa được sử dụng, có hóa đơn nguồn gốc sản phẩm một cách rõ ràng. Do iPhone 6S và 6S Plus vừa được ra mắt nên những sản phẩm lock của chiếc máy này cũng còn rất mới. Minh chứng rõ nét nhất chính là thời hạn bảo hành trên trang chủ Apple còn rất dài, thời gian kích hoạt đều dưới 1 tháng. Cá biệt có những máy vừa mới kích hoạt được một vài ngày. Di động thông minh đã check thử rất nhiều sản phẩm iPhone 6S lock và đều được trả về kết quả gần như còn đủ bảo hành 12 tháng của Apple. Vì vậy, đây chính là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo cho chất lượng của sản phẩm. Máy mới chưa được sử dụng và còn thời hạn bảo hành lâu dài. Hơn nữa, khi mua những sản phẩm này tại Di động thông minh, các bạn cũng sẽ vẫn nhận được bảo hành đầy đủ 12 tháng phần cứng, một đổi một trong vòng 15 ngày đầu nếu xảy ra lỗi của nhà sản xuất. Thử check ngay chiếc máy trên tay mình đây thì mới được kích hoạt từ ngày 29 tháng 9, tức là đến thời điểm video này xuất hiện thì máy còn chưa dùng đến một tuần. Như vậy là không khác gì máy mới mà giá lại hạt rẻ hơn rất là nhiều. Phụ kiện bên trong hộp chiếc iPhone 6S Lock Nhật mới gồm sạc cáp tai nghe mới chính hãng. Chúng ta sẽ có thêm một que chọc SIM, sách hướng dẫn bằng tiếng Nhật và hai miếng dán logo Apple. Và nếu quy đổi ra bộ giá trị phụ kiện này thì đáng giá khoảng 1 triệu đồng, tức là khoảng 400.000 cho phụ kiện sạc cáp SIM và 600.000 đồng cho chiếc tai nghe Apple EarPods. Vì vậy, để các bạn có thể yên tâm về chất lượng phụ kiện, Di động thông minh cam kết tất cả phụ kiện này đều là hàng SIM chính hãng, 100% đi kèm nguyên hộp iPhone 6S. Nếu phát hiện phụ kiện fake, hệ thống sẽ bồi thường gấp đôi. Máy mới cộng với việc sử dụng phụ kiện chuẩn nên chất lượng nguồn ra, thời lượng pin và chuyển dữ liệu được đảm bảo với phụ kiện chính hãng. Các bạn sẽ không gặp phiền hà như với các phụ kiện từ hãng thứ ba hay là hàng fake, hàng kém chất lượng. Hiện tại, so với giá của bản quốc tế thì 6S Lock Nhật đang có giá cực sốc với mức giá chỉ là 14.690.000 đồng cho phiên bản iPhone 6S Lock Nhật thuộc hai màu truyền thống, đó là xám và bạc. Hai màu vàng và vàng hồng có giá cao hơn, lần lượt là 14.890.000 đồng và 14.990.000 đồng. Tất cả đều là máy mới 100%. Mức giá này ngang với chiếc Galaxy S6S Plus mới của Samsung. Nhưng là sản phẩm đến từ thương Apple, iPhone 6S được chờ đợi hơn rất là nhiều. Tầm giá trên, nếu các bạn mua sẽ tiết kiệm được lên tới 3 triệu đồng so với chiếc 6S quốc tế. Mức giá này cũng chỉ hơn một chút so với phiên bản iPhone 6 quốc tế. Nhưng 6S Lock đáng mua nhiều vì những cải tiến rất đáng giá. Hơn nữa, chỉ cần dùng SIM ghép là có thể dùng ổn định, không khác gì bản quốc tế. Vì vậy, iPhone 6S Lock sẽ phù hợp với những ai chưa đủ tiền nâng đời lên 6S quốc tế, nhưng vẫn muốn sở hữu và trải nghiệm một siêu phẩm mới nhất đến từ Apple mà những sản phẩm tiền nhiệm như iPhone 6 hay 6 Plus chưa thể làm được. Những sản phẩm iPhone 6S, 6S Lock Nhật trên tay mình khi mới được kích hoạt sẽ đang được chạy sẵn hệ điều hành iOS 9 mới nhất. Hiện tại thì chưa thể jailbreak. Với chiếc SIM ghép công nghệ mới nhất thì khi sử dụng với SIM ghép này, máy vẫn nhận sóng nghe gọi ổn định, có thể kiểm tra được tài khoản SA 101 thăng, kích hoạt iMessage và FaceTime bình thường. Chỉ còn duy nhất lỗi đó là đầu số cộng 84 sẽ không hiển thị tên người gọi. Lỗi này có thể khắc phục tạm thời bằng cách dùng phần mềm Edit Number Prefix trên App Store. Tóm lại, khi sử dụng SIM ghép thì iPhone 6S Lock đã dùng ổn định tương thích đến 95%. Như vậy, với sự đổ bộ của iPhone 6S Lock tiếp theo trào lưu iPhone 5C, 5, 5S và 6 Lock Nhật ở thời điểm hiện tại, rõ ràng chúng ta thấy những sản phẩm lock của iPhone đều có thể dùng ổn định và có một cộng đồng sử dụng cũng như hỗ trợ rất rộng lớn ở Việt Nam. Với ưu điểm đó là bạn có thể sử dụng SIM ghép dễ dàng, giá rẻ hơn bản quốc tế tới 3 triệu đồng hay là được trải nghiệm một sản phẩm mới nhất từ Apple với các công nghệ hàng đầu. Chắc chắn máy cũng giống như những sản phẩm đến từ Apple khác, đó là sẽ gây sốt thời gian tới tại Việt Nam. Ngay từ bây giờ, các bạn có thể qua những showroom của Di động thông minh trên toàn quốc để sở hữu sản phẩm này. Cảm ơn vì đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.